Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 5 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đã có 6 ca mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Tất cả 6 ca này đều là người nhập cảnh. Ca thứ 6 nhiễm Omicron ghi nhận được vào chiều ngày 4 tháng 1, là tiếp viên hàng không Đài Loan Trung Quốc, được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngày. Tính đến sáng ngày 5 tháng 1, số ca nhiễm biến chủng mới Omicron phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là 6 ca. Cả 6 ca này đều là người nhập cảnh. Trước đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 ca Omicron đầu tiên, đều là các ca nhập cảnh. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết các biện pháp điều tra truy vết liên quan được thực hiện và chưa phát hiện thêm người nhiễm mới. Về giám sát tại cộng đồng, Hiện chưa phát hiện người nhiễm biến thể Omicron. Quá trình điều trị cho 6 bệnh nhân này gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng.